Trong năm 2024, chúng ta đã được thưởng thức các ca khúc solo của Blackpink, trừ Jisoo, ba thành viên còn lại đều hoạt động âm nhạc rất năng nổ. Đúng 7 giờ sáng ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Lisa đã tung ra MV solo mang tên Rockstar. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên của Lisa trong năm 2024 và cũng là sản phẩm solo đầu tiên kể từ khi không tái ký hợp đồng với YG. Đến sáng ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, ca khúc Mantra chính thức được ra mắt. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất chính thức của Jennie trên đường đua âm nhạc với tư cách là nghệ sĩ solo sau 5 năm kể từ khi ra mắt với solo. Mantra cũng là đứa con đầu tay của Jennie, được tạo ra sau khi cô rời YG Entertainment. Cho tới ngày 18 tháng 10, Rosé bất ngờ trở lại đường đua âm nhạc với single ABT kết hợp với siêu sao thế giới Bruno Mars. Trong video này, hãy cùng Lily K-pop khám phá ý nghĩa đằng sau 3 MV này nhé! Được biết, Mantra là một từ tiếng Phạn trong Ấn Độ giáo, dùng để chỉ một từ có sức mạnh tâm linh. Trong Phật giáo, nó diễn tả một câu thần chú bí mật. Jennie chia sẻ rằng, ban đầu đoạn chuyển tiếp cuối cùng của Mantra giống như một bài hát thông thường, nhưng để thêm nét độc đáo, cô nàng quyết định hát như thể đang đọc một câu thần chú. Trong tiếng Anh, Mantra thể hiện cho một niềm tin mạnh mẽ. Từ Mantra còn là sự kết hợp giữa man, nghĩa là suy nghĩ, và cha, nghĩa là nhạc cụ, trong teaser mang tên Mantra for Pretty Girls. Jennie nói rằng những cô gái xinh đẹp, rất năng động, biết yêu bản thân, yêu động vật, không thích gây drama, ngủ ngon và biết cách tự chăm sóc cho mình. Điểm đặc biệt là 6 câu thần chú của Jennie không có bất kỳ yếu tố nào từ bên ngoài, đều đến từ bên trong nội tâm và tư duy. MV Mantra mở đầu bằng phân cảnh một cô bé mặc bộ đồng phục học sinh ngồi ở ghế sau ô tô khi hai người đàn ông châu Á chở cô đến trường. Nó gợi nhớ đến bộ phim Hollywood năm 1998 Rush Hour với sự tham gia của Thành Long và Chris Tucker. Trong phim cũng có cảnh một cô gái được vệ sĩ đưa đến trường. Jennie không chỉ tỏ lòng kính trọng với bộ phim mang tính biểu tượng, Rush Hour còn là một trong những bộ phim đầu tiên tạo nên làn sóng kết hợp giữa hành động và hài kịch, đồng thời đã kết nối văn hóa phương Tây và phương Đông. Đây có lẽ là tuyên bố của Jennie về sự đại diện của người châu Á, thể hiện cho những gì mà các nghệ sĩ châu Á phải đối mặt, những khó khăn họ phải vượt qua để tạo nên điểm nhấn với những khán giả khó tính ở đấu trường quốc tế. Đây là điều mà Jennie lâu nay đã phải trải qua. Văn hóa Girls Girl là một người phụ nữ ủng hộ những người phụ nữ khác, đại diện cho một nền văn hóa đoàn kết của phái nữ. Jennie đã thể hiện văn hóa này trong MV của mình, câu hát. Những việc Jennie và các thành viên Blackpink phải đối mặt hàng ngày là sự chỉ trích. Trong môi trường khắc nghiệt của K-pop, nên những fan hâm mộ, khán giả hay bất cứ ai cũng có thể ném đá và chửi bới nghệ sĩ. Jennie muốn bảo vệ bản thân và các thành viên khỏi những điều này. Ngoài ra, cô nàng tham vọng hát rằng Jennie sẽ tiến đến LA, trung tâm của những người phụ nữ thành đạt. Ngày phát hành bài hát của Jennie cũng mang ý nghĩa quan trọng. Ngày 11 tháng 10, ngày Mantra được phát hành là ngày quốc tế của trẻ em gái, một ngày để bảo vệ quyền của những cô gái bị phân biệt đối xử do nghèo đói, bạo lực, phân biệt giới tính. Trong lần phỏng vấn với Capital, Jennie đã chia sẻ lý do vì sao có lời bài hát. Tôi là một người rất thích mặc pyjama, tôi suýt nữa đã mặc nó đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay rồi, nhưng các nhân viên đã cản tôi lại. Ngoài ra, trong thời gian viết nên ca khúc này, hàng ngày khi đến phòng thu, cô nàng đều mặc pyjama, vì vậy mà Jennie đã đề cập đến nó trong Mantra. Bên cạnh đó, Mantra còn có câu hát. Nhảy xuống hồ nước lạnh, Jennie đã chia sẻ mong muốn của cô nàng khi viết ra câu hát này là hy vọng mọi người hãy thử đắm mình trong làn nước mát, nghe Mantra trong khi đang thư giãn trong bồn tắm. Câu hát. Đây là một lời nhắn gửi tới những người thường xuyên phán xét cô nàng, luôn soi mói về mọi việc Jennie làm. Sự chỉ trích đa phần đến từ việc hình tượng của Jennie không đúng với khuôn mẫu mà nhiều fan K-pop mong đợi từ idol. Ngoài ra, Jennie đã sử dụng 4 chiếc xe trong MV Mantra. Được biết, cô nàng muốn khắc họa 4 nhân vật riêng biệt, mỗi chiếc xe phù hợp với từng nhân vật. Bên cạnh đó, cô nàng còn nhắc tới In and Out. Chúng ta sẽ đến muộn 20 phút vì phải lái xe tới In-N-Out. In-N-Out Burger, thường được gọi là In-N-Out, là một dãy nhà hàng thức ăn nhanh, chủ yếu bán hamburger ở miền Tây Hoa Kỳ. Jennie khi phỏng vấn cho biết, cô nàng đã rất buồn vì chuỗi cửa hàng này vẫn chưa có mặt tại Hàn Quốc. Jennie đã đề cập tới Bonnie và Clyde, họ là cặp đôi tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Được biết người ta nhớ tới cả hai như những kẻ ngoài vòng pháp luật, sống cuộc sống theo cách riêng của họ. Jennie tự định vị bản thân với tư cách là một Bonnie, cô nàng không cần Clyde, một người đàn ông có thể hiểu Jennie muốn làm chủ cuộc chơi theo cách của riêng mình. MV Rockstar có nhiều cảnh quay ngoài trời, được thực hiện ở Thái Lan, mô tả vẻ đẹp sôi động của quốc gia này như lời rap của Lisa. Debut ở Hàn Quốc với dòng nhạc K-pop, nhưng Lisa chưa bao giờ quên tình yêu với quê nhà Thái Lan. Tuy nhiên, Lisa nhắc đến văn hóa Nhật khá nhiều trong lời rap, trong câu.
Đây là một sự chơi chữ giữa câu lóng Tip out the here và tipping, phối hợp cùng ý nghĩa chấm đồ ăn. Lisa chọn sốt ponju, một loại sốt phổ biến trong ẩm thực tại Nhật Bản. Ngoài ra còn có câu rap gây tranh cãi khá nhiều. Dịch nghĩa là: Lisa, bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật không? Lisa là một cô gái người Thái, nhưng cô nàng lại được nhờ dạy tiếng Nhật. Theo các fan, ý nghĩa của các câu rap về Nhật Bản trong Rockstar nói về một vấn đề mà rất nhiều người châu Á phải đối mặt. Nói đến châu Á, cộng đồng quốc tế thường nghĩ ngay đến các nền văn hóa lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, thay vì các quốc gia khác như Indo, Lào hay Thái Lan. Quê nhà của Lisa, dường như Lisa kỳ vọng rằng trong tương lai, Thái Lan sẽ không bị nhầm lẫn với các quốc gia khác. MV Rockstar còn có hình ảnh Lisa đứng giữa dàn dancer người Thái. Họ cùng nhau chắp tay cúi chào, theo kiểu chào nổi tiếng của Thái Lan, biểu lộ trước sự hòa nhã và thân thiện trước bạn bè quốc tế. Trong một buổi phỏng vấn với Vogue, RJ tiết lộ rằng, trong khi đang nói với các staff về trò chơi uống rượu của Hàn Quốc, Abatu, cô nàng đã nảy ra ý tưởng cho một bài hát về trò chơi uống rượu. Nhưng trên đường về nhà, RJ bắt đầu lo lắng liệu việc sáng tác dựa trên điều này có hợp lý không. Sau đó cô nàng đánh xóa ca khúc. Tuy nhiên, các nhân viên đã nghiện bài hát mà RJ gửi, do vậy mà RJ quyết định sẽ hoàn thành việc sáng tác. Kế tiếp, trong MV, Bruno Mars đã chơi trò chơi và uống Somex. Somex là một loại cocktail bia của Hàn Quốc, được làm từ rượu soju và bia. Loại bia được sử dụng thường là loại bia nhẹ. Bruno Mars có hát Kombe khi đang cầm cờ Hàn Quốc trên tay. Kombe là cách nói lịch sự, kiểu truyền thống và tiêu chuẩn khi nói cạn ly ở Hàn Quốc. Chúng ta khi xem phim chắc cũng thường bắt gặp những cảnh người Hàn thốt ra từ này khi cụng ly. Kế tiếp, Abatu là một trò chơi uống rượu truyền thống của Hàn Quốc, thường được chơi trong các buổi tụ tập bạn bè. Abatu thực chất là cách phát âm tiếng Hàn của từ apartment, căn hộ trong tiếng Anh. Trò chơi Abatu của Hàn Quốc được nhiều người yêu thích bởi cách chơi vô cùng đơn giản nhưng vô cùng thú vị. Abatu là trò chơi phụ thuộc vào yếu tố may rủi, tạo nên sự hồi hộp và bất ngờ. Người chơi hoàn toàn không thể đoán được kết quả. Đồng thời với câu ăn Phương Tuấn Abatu tạo nên không khí vui vẻ và gắn kết. Cách chơi trò chơi apartment của Hàn Quốc cực kỳ đơn giản, với số người chơi từ 4 đến 5 người, có thể đông hơn và ngồi thành vòng tròn. Bắt đầu trò chơi Abatu, mọi người cùng hát câu Abatu và xếp chồng tay lên nhau một cách ngẫu nhiên. Sau đó, mỗi người chơi sẽ đọc số tầng mà mình muốn chọn. Ví dụ, chọn tầng số 10. Sau khi chọn tầng, từng người chơi sẽ rút tay từ dưới lên trên. Khi người đặt tay cuối cùng trúng khớp với số tầng đã chọn sẽ là người thua cuộc và phải uống rượu. Và đó là phần giải mã 3 MV solo của 3 thành viên Blackpink. Trước đó mình có phân tích về các MV solo trước đây của nhóm, link mình để ở phần bình luận nhé. Video sau các bạn muốn mình giải mã thêm về MV nào, hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của Lily K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.